kiếm tiền 8.0, kiếm tiền 8.0 tham gia chương trình ai góp nhận 10 token Roll Root, khoản này khoảng 15 đô nha bạn. Con này được đánh giá là 4,5 sao. Rồi để tham gia chương trình ai góp, các bạn cần click chiếu phần link mô tả của mình đăng ký một cái tài khoản nha các bạn. Đầu tiên em các bạn ghi tên mình nè. Hai ba bốn. Rồi các bạn bắt địa chỉ email vào. Rồi dòng thứ hai, dòng thứ ba là password, dòng thứ tư là xác nhận password. Rồi cái này bạn lướt cấp trang nha các bạn. 15 cộng 5 bằng mấy? 15 cộng 9 bằng 20 mấy ta? 24, các bạn ghi vô đây 24 nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút sign up. Vô đường khẩu đi. Mi verify khao. Khoan các bạn, đây mình vào mail coi nó có gửi mail về không các bạn. Email. Khoan, rồi đem đọc ghiên vào các bạn. Rồi sau khi các bạn đăng ký xong, các bạn click vào ba chú gạch này các bạn. Các bạn bấm không phải, các bạn bấm vào một free này các bạn. Redeem forum. Rồi sau khi mình đăng ký và mình verify con này mắc KYC chứ các bạn ơi. Mình đã nhận được 10 token này các bạn. Mà nó bị banning này, bị khóa. Các bạn chỉ việc lấy liên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Con này mà để thông tin nó mình cập nhật thêm lên cho các bạn nha các bạn. Mẹ để qua cái trang cá nhân của mình. Giờ đây các bạn cập nhật thông tin cá nhân, sửa mật khẩu này nọ rồi nha các bạn. Mật khẩu cũ sửa lên, mật khẩu của bấm profile là các bạn nhận được token nha các bạn. Để mình chỉnh sửa lên nha các bạn.